Người chư pả cần nhận rõ cái bánh vẽ của R. Chamkut, đối tượng Phunro lưu vong. Sau khi Sorkut, đối tượng được coi là ông trùm của các tổ chức Phunro lưu vong tại Hoa Kỳ, đồng thời là kẻ đứng đầu tổ chức phản động Phunro có tên gọi Quỹ Người Thượng MSFG, chết vào tháng 1 năm 2019, nội bộ các tổ chức Phunro lưu vong ngày càng có sự phân hóa, mâu thuẫn và tranh giành ảnh hưởng lẫn nhau. Vì lợi ích cá nhân và phô trương thanh thế tổ chức, các đối tượng cầm đầu đã dùng mọi thủ đoạn để lừa bịp. Như đã biết, R. Chamkut cũng là một trong những thành viên của MSFG. Tin theo Sorkut, R. Langol Amacham suốt ngày đi lừa phỉnh, hứa hẹn với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Chư Pả cũng như các địa bàn khác. Không những thế mà còn là một trong những người yêu đương lăng nhăng, gái hú, dù bản thân cũng đã già yếu. Ở Mỹ, bản thân Cút sống và hoạt động dựa vào tiền trợ cấp và tiền dâng lễ trong nhà thờ. Ngoài ra còn làm thêm công việc giặt đồ thuê, dọn nhà vệ sinh để cải thiện cuộc sống. Với trình độ, nghề nghiệp như vậy, nhưng hắn lại tuyên truyền rằng ở Mỹ cuộc sống rất sung sướng, không làm, vẫn có ăn. Và vẽ ra viễn cảnh hão huyền với cái gọi là nhà nước Dega, cũng tranh giành lấy tiền từ nhà thờ để gửi về cho vợ con, cũng như nhiều người tình khác của hắn. Chính bản thân Cút còn tố cáo đối tượng Úc, người Bana, thành viên tổ chức MSFG, gốc Đắk Đoa, đi lừa phỉnh, không đoàn kết với người Israel, nhưng lại muốn làm người đứng đầu lãnh đạo người Israel. Tố cáo hắn về việc lấy tiền quyên góp trong nhà thờ, phục vụ lợi ích cá nhân như mua xe, xây nhà, gửi tiền cho gái. Không những vậy, khi Cút biết những người bạn của hắn ở bên trong như R. Chamkrong, Xomel, nghe theo đối tượng Úc cho con đi học đàn ở huyện Đắk Đoa, Cút cũng đã trở mặt, chửi bới, mặc kệ họ sau này. Như vậy, Cút cũng chỉ là một thằng làm thuê, đi lừa dối chính đồng bào mình mà chưa làm được gì cho quê hương, cho đồng bào Srai và cho chính vợ con của hắn. Mọi người hãy nêu cao tinh thần đoàn kết, cảnh giác trước những âm mưu thâm độc của các đối tượng Phunro lưu vong ở Mỹ và ở Thái Lan. Chúng không chừa bất kỳ thủ đoạn nào để tuyên truyền, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và tôn giáo ở Tây Nguyên. Những vi phạm phá hoại chính sách đại đoàn kết dân tộc là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. MSFG, nhóm vì công lý, hay chỉ là một đám lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo để phá hoại buôn làng? Thời gian qua, đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung và tại tỉnh Đắk Lắk nói riêng không ngừng được cải thiện. Đời sống vật chất, tinh thần không ngừng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm. Mặc dù đất nước ổn định, bà con đồng bào dân tộc thiểu số yên tâm lao động sản xuất, nhưng một số đối tượng xấu, nhất là số phản động lưu vong, không từ bỏ âm mưu, lôi kéo, kích động, lừa bịp, chống phá nhằm phục vụ lợi ích cá nhân của chúng. Trong đó, có thể kể đến số đối tượng trong nhóm Người Thượng Vì Công Lý MSFG. Đây là một ổ nhóm gồm những đối tượng rất quen ở Đắk Lắk. Bản thân các đối tượng đều có quá trình vi phạm pháp luật tại địa phương như Y Quynh Brắp, Y Phơ Hơ Rê, Y Thanh Ê Ban. Số này khi ở trong nước không dám hoạt động nên đã bỏ quê cha đất tổ, người thân và gia đình trốn đi Thái Lan theo sự lôi kéo, chỉ đạo của đám phản động lượng Phunro lưu vong. Ở nước ngoài, các đối tượng phải sống chui lủi để kiếm miếng cơm, manh áo và được bọn phản động đàn anh bảo kê, tài trợ. Số đối tượng này phải thường xuyên lừa bịp, lôi kéo, kích động đồng bào dân tộc thiểu số ở trong nước, thu thập thông tin, tình hình để xuyên tạc, vu cáo, đổi trắng thay đen nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, phá hoại cuộc sống bình yên của buôn làng. Trong đó, chúng đã thành lập nhóm MSFG, cái tự gọi là Người Thượng Vì Công Lý, để làm vỏ bọc. Các đối tượng này đã lập và tạo nhiều tài khoản, fanpage Facebook, kênh YouTube để đăng tải tin, bài viết, video với những nội dung xuyên tạc về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Lợi dụng vấn đề nóng phức tạp đang diễn ra tại các địa phương để lôi kéo kích động bà con buôn làng tham gia vào hành vi vi phạm pháp luật. Trong đó có đối tượng Yonie, chú tại buôn Puk Prong, xã E Ninh, huyện Cư Cun, bị lôi kéo tham gia và bị tòa án nhân dân xét xử tuyên án 4 năm tù giam về hành vi
vi phạm pháp luật. Từ những việc làm phá hoại buôn làng của mình, số đối tượng này báo cáo thành tích của bản thân cho các đối tượng phản động lưu vong ở nước ngoài để xin hỗ trợ kinh phí, có tiền tiêu xài cá nhân. Mọi người dân cần có sự sáng suốt và nhìn nhận khách quan nhiều mặt về những thông tin mà bản thân tiếp thu trên các trang mạng xã hội, tránh nghe theo sự dụ dỗ đi vào con đường vi phạm pháp luật.